Xin chào tất cả anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Mạnh Châu Giang. Vâng, thì trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho anh chị em một chiếc gá cũng như là để may một sản phẩm. Chiếc gá này là cơi túi khóa nhé, cơi túi có khóa. Thì ở những cái video trước thì những cái video tôi cũng đã hướng dẫn rất là nhiều về cái cơi túi khóa rồi, nhưng cái cơi túi khóa lần này thì nó lại có thêm một cái viền né. Và lần này tôi sẽ làm nó phiên bản này nó sẽ khác đi một chút và khẳng định rằng là nó sẽ dễ làm hơn tất cả những cái phiên bản trước tôi đã từng làm nhé. Thì những cái video trước thì tôi cũng đã hướng dẫn thì về cái cách lắp đặt của cái bộ cầu cưa chân vịt này để có thể là may được nó nhé. Thì khi mà các bạn mua về này thì bộ này nó phải đủ bộ nhé, bao gồm 3 chi tiết: 1 là cầu cưa, 2 mặt nguyệt, 3 là chân vịt nhé, chân vịt bánh xe. Cái loại này thì nó chỉ dành riêng cho để chạy gá cơi nhé, để chạy gá cơi như này. Dưỡng, tất cả những cái loại rập dưỡng nhé, trong miền Nam thì người ta gọi là rập cải tiến, còn ở ngoài Bắc thì gọi là gá dưỡng nhé. Thì tôi đã có một cái video hướng dẫn về cái cách lắp đặt, thì hôm nay tôi cũng sẽ làm lại luôn. Để mà sử dụng được cái bộ này thì các bạn cần phải tháo hết tất cả những cái mặt nguyệt, rồi là chân vịt, cầu cưa thường, và các bạn lắp thay thế vào nó là cái bộ cầu cưa chân vịt bánh xe. Thì tất cả những cái video mà tôi hướng dẫn thì tôi sẽ hướng dẫn tất cả cho những anh chị em nào mới và đang tiếp cận đến cái rập cũng như là gá dưỡng này. Còn anh chị nào mà có thể là biết rồi thì cũng có thể là bỏ qua và cũng có thể là để lại comment góp ý ở phía dưới. Với cái kinh nghiệm không nhiều nhưng tôi muốn mang lại những cái kiến thức nó cơ bản nhất cho tất cả những anh chị em nào quan tâm đến. Mong là anh chị em cũng ủng hộ kênh và cũng đăng ký để có thể là xem những cái video mới nhất của chúng tôi. Đây thì tôi cũng đã tháo xong 3 cái chi tiết của cái bộ thường và thay thế vào đó là bộ cầu cưa chân vịt bánh xe. Và cái cách lắp đặt của cái này thì nó rất là đơn giản nhé, nó không khó. Đôi khi là phải chỉnh máy một chút. Xem đến đây thì có lẽ rằng là nhiều bạn mà biết rồi thì chắc có lẽ các bạn cũng bảo là rằng là cái này thì cần gì phải hướng dẫn. Nhưng mà thật sự ra mà nói thì ở bên ngoài thì rất là nhiều bạn cũng chưa biết cách sử dụng cũng như là chưa biết cách lắp đặt. Thực ra thì không phải coi thường các bạn, nhưng mà vấn đề là cái gì cũng phải học các bạn, cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải nhìn người ta làm rồi thì mình mới làm được. Các bạn siết chặt ốc nhé. Ok, lắp bằng nguyệt.
các bạn lưu ý giúp mình một chút là khi mà lắp cái mặt nguyệt này vào, các bạn cắm cái kim xuống và cái kim nó cắm đúng thẳng với cái lỗ và giữa tâm lỗ là lúc ấy ra là chuẩn nhé. Còn nếu như mà nó lệch là sau này nếu như mà chúng ta may cái cơi thì nó sẽ có hiện tượng là bị, ví dụ như là may hai cơi ấy, thì nó sẽ bị to bé nhé. Cho nên là cái kim phải chỉnh làm sao để cho nó đúng cái tâm của cái lỗ mặt nguyệt. Bộ này rất đơn giản nhé. Cái chân vịt bình thường ấy, chân vịt bình thường thì nó sẽ có hai cái bánh bên này. Còn đây là cái chân vịt mà tôi chế lại một chút để làm sao tôi chạy vừa qua cái khóa này mà tôi không phải dừng lại nhé. Thì hôm trước tôi có hướng dẫn một cái video thì cái đó tôi chạy bằng cái chân vịt này, cho nên là tôi phải dừng lại ở điểm này. Với cái chân vịt này cũng vậy thôi. Các bạn nếu như mà các bạn chạy khóa để cho nó dễ qua cái củ khóa đấy, thì các bạn ở đây nó có một cái con cá. Ở đây nó có con cá này, các bạn tháo nó ra và các bạn chuyển nó sang bên này. Chuyển hết các bạn sang bên này thì nó chỉ có một bên như này thôi. Đây là cái cầu cưa sắt nhé. Nó chỉ có một bên như này thôi. Thì một lát nữa tôi chạy thì các bạn sẽ hiểu ngay là tại vì sao mà tôi phải làm như vậy. Các bạn siết chặt ốc nhé. Cái video này nó sẽ hơi dài một chút nhé, cho nên là anh chị em nào mà đang xem đến đây rồi thì cũng cố làm sao xem cho nó hết. Nếu như mà mình chưa biết cách làm, chưa biết cách may và chưa biết cách sử dụng. Siết chặt nhé. Ok. Như vậy là tôi đã lắp đặt xong cái bộ đầu cưa chân vịt. Thì ở đây, đây là cái dưỡng cơi, tôi giới thiệu một chút nhé. Nó hơi khác so với những cái dưỡng cơi bình thường. Ở đây là vị trí đặt khóa. Đây là vị trí đặt cái, nó có một cái đường lẽ viền nhé. Thì các bạn có thể nhìn hình ảnh, tôi sẽ để cái hình ảnh chính xác cái túi mà tôi đang làm nhé. Đây cái khu vực này để đặt thân và đặt viền lẽ. Nó có một cái lẽ viền ở đây nữa nhé. Thì ở đây tôi chuẩn bị miếng vải nhé. Nó chỉ là miếng vải thôi chứ nó không phải là cái chi tiết hàng. Tôi cũng chỉ mô phỏng cái này, tôi sẽ làm nót này, còn cái này cơi và cái này là lẽ viền viền nhé và một chiếc khóa. Ok ạ. Đầu tiên thì các bạn đặt cho mình cái thân nha. Đương nhiên là phải ngửa mặt phải lên rồi. Ok chưa ạ? Cho này xuống. Các bạn xác định cái vị trí đặt khóa này, viền này. Mình lưu ý một chút là cái viền này thì các bạn phải là gấp đôi nhé. Phải là gấp đôi và ở phía dưới này, các bạn dán băng keo băng dính hai mặt cho mình. Băng keo nhé, để làm sao giữ cái cố định cái viền này. Mình sử dụng cái viền nó màu xanh một chút cho dễ nhìn. Ok chưa? Sau đó các bạn lật xuống. Khóa thì các bạn kéo một lửa lưng lửng này thôi nhé. Mình thì mình hay để khóa đây. Và ở đây nó có cái lỗ này, các bạn cho vào này. Các bạn phải xác định cái vị trí đặt khóa nhé. Lưu ý là ở cái rãnh để mà chứa khóa này cũng phải dán băng keo nhé. Băng keo hoặc băng dính hai mặt. Ok chưa ạ?
đây là một tấm nốt nha, đây là nốt, các bạn úp mặt phải xuống này. Lưu ý là cái đặt nốt này nhé, không được chồng lên cái rãnh này. Mình sẽ lấy cái đầu này cho nó bằng hơn. Đây là mình hướng dẫn, cho nên là mình sẽ làm một cái thao tác nó thật là chậm để cho các bạn dễ hình dung, dễ hiểu nhé. Ok chưa? Các bạn may một bên cho mình. Lưu ý một chút nhé, là cái chân vịt này này, nếu như nó thấp quá thì các bạn phải chỉnh nó cao lên nhé. Hiện tại thì cái này của mình nó đang thấp quá này, nó không vào vừa này, cho nên là mình phải chỉnh cao lên, chỉnh cao cái chân vịt này. Thì các bạn xoáy ở đây này, ở đây nó sẽ thẳng cái lỗ này, nó có một cái ốc, nó có một con ốc ở đây. Các bạn xoáy nó ra này, và các bạn ấn chặt xuống dưới này, kích xuống dưới và xoáy vào. Thì tự nhiên cái cầu cưa nó sẽ cao này. Nếu không thế, nếu không thì sẽ có một cách nữa là các bạn đặt vào đây. Đặt đây xong các bạn tháo nó ra này. Hôm nay là mình hướng dẫn rất là chi tiết. Thì nó sẽ rất là cao. Dễ nào. Thì cái chân vịt này nó sẽ không chạm mà xuống dưới nữa nhé, nó sẽ cao hơn bình thường. Đấy, rất là thông thoáng nha. Ok chưa ạ? Mình chạy nhá. Ở đây nó có khóa rồi nè. Nha, chỉ nó hơi mục, chưa sờ đã đứt rồi. Mình thay cuộn chỉ nhé. Bài hôm nay là hướng dẫn là nó hơi dài nhé. Hơi dài. Các bạn nào chưa biết thì cố mà xem nhé. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Nếu video này mà nó hay hay là hữu ích cho các bạn thì có thể là like hoặc chia sẻ cho bạn bè của các bạn. Đấy, qua luôn là khóa. Ok chưa? Tiếp các bạn đặt cơi cho mình. Các bạn chia đôi cơi này ra nhé. Có thể đặt cơi luôn không sao cả. Ok chưa? Rất là dễ làm. Ok chưa? Các bạn lấy ra của mình này. Khóa nhá. Khóa của mình là nó hơi dài, nó không đúng kích cỡ. Cơi này. Viền né này. Có viền né này. Các bạn nhìn rõ không ạ?
mình để cái khóa màu này cho nó các bạn dễ nhìn, và cái nốt để các bạn phân biệt nhé, nó rất là nhiều màu cho các bạn dễ nhìn thôi. Mình bổ ra luôn nhé. Cái cơi này là nó cơi nó ngược xuống dưới để nó che cái khóa đi. Cơi này ngược xuống dưới để che khóa. Này mình bổ luôn. Mình nói rồi, cái video này nó hơi dài nhé. Nên các bạn nào chưa biết thì cố xem cho hết, không mất công mà làm không được. Các bạn bổ chuột thì đến khi mà lộn ra. Đây. Các bạn chặn đầu chặn đuôi và nó ok thôi. Các bạn hoàn thiện bí quyết chặn đầu và nó là chuẩn, và may nốt cái khóa này sang bên này. Ok. Đấy. Đây mình bổ chưa đúng góc đấy, bên né này. Ok chưa? Tí nữa cái nốt này các bạn gấp lên may này là thành cái túi nhá. Ok. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình. Ok, cảm ơn các bạn.